Một số khách hàng sử dụng điện thoại iPhone khi cập nhật lên hệ điều hành iOS 18. Trên bàn phím sẽ mắc ngôn ngữ tiếng Việt, viết chữ bỏ dấu không được nữa. Vậy thì hôm nay em sẽ hướng dẫn anh chị cách cài đặt lại như sau. Anh chị chỉ cần vào trong mục cài đặt, anh chị chọn vào cài đặt chung, anh chị vuốt lên, tìm đến mục bàn phím. Ở mục bàn phím, mình chọn vào, chọn thêm bàn phím mới. Tiếp theo, chọn tiếng Việt được gợi ý ở đây. Nếu như anh chị không thấy gợi ý, anh chị có thể vuốt lên để anh chị tìm đến cái chữ tiếng Việt. Chọn vào. Sau đó, anh chị bấm thêm bàn phím mới. Lúc này, anh chị chọn dòng đầu tiên là Talet Welty. Và anh chị chọn xong. Bây giờ anh chị trở lại, thoát ra. Lúc này anh chị đã có hình quả địa cầu xuất hiện ở dưới cùng. Anh chị chỉ cần chọn vào quả địa cầu, cho ở cái phím cách nó hiện lên tiếng Việt. Vậy là anh chị đã hoàn thành. Bây giờ anh chị có thể bỏ dấu được. Ngoài việc chỉnh bàn phím tiếng Việt, anh chị bấm có dấu, anh chị có thể bấm vào cái mic để anh chị nói, nó có thể ra tiếng Việt như thế này. Đây là một trong những thao tác đơn giản nhưng không phải ai cũng biết. Vậy là anh chị đã hoàn thành cách cài tiếng Việt trên bàn phím iPhone một cách rất là đơn giản. Video đến đây là hết. Nếu như anh chị nào thấy hay, nhớ đăng ký kênh ủng hộ em. Em xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khách và quý khán giả trong video tiếp theo. Chúc tất cả anh chị đang xem YouTube một ngày thật tốt lành. Em có một kênh YouTube phụ là kênh Giang Huy Uy Tín, chuyên bán điện thoại và phụ kiện chính hãng. Nếu như anh chị có nhu cầu lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp, anh chị có thể xem và lựa chọn cho mình một sản phẩm ưng ý tại kênh Giang Huy Uy Tín này. Em rất cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách trong video tiếp theo.